Việt Mỹ nâng cấp hợp tác, Trung khóc thét. Tại vì cái chuyện cái đó là con đường mà Trung chọn thôi. Cái chuyện mà Việt Nam mà đi lớn hôm nay với Mỹ, anh nghĩ là chắc là nói chung đó là con đường thứ nhất là bạn Trung vẫn chọn. Tại sao Mỹ phải nâng cấp với Việt Nam? Là Trung ép. Tại sao Việt Nam phải nâng cấp với Mỹ? Đờ xem. Chung ép luôn. Nói vui vì Mỹ rót FDI Việt Nam, bạn em bên Mỹ kêu cuối cùng cũng làm thuê cho Mỹ thôi. Không muốn trả lời luôn. Trả lời vậy nè. Thì mày cũng điêu bển mày làm cu ly cho Mỹ chết mẹ đó, mày chê tao gì? Tức là cái câu này á, thí dụ như thằng Anh, thằng Pháp nó nói thì không sao, nhưng mà là một cái con người Việt Nam mà nói đó là xàm. Anh ghi đó đúng không? Tự nhiên mày mày chê, ừ, Mỹ FDI vô là Việt Nam làm mướn cho Mỹ. Vậy thì mày bằng cách này cách kia mày đi qua bên Mỹ mày ở thì mày cũng làm mướn cho Mỹ thôi, chứ mày làm gì nó. Nó nên cái phường nó câu là mất dạy. Tự nhiên người Việt Nam tội tình nó mà nó chà đạp. Tao khổ thế bà, tao làm ăn chân chính, tao thoát nghèo, tao dương lên. Mày nó chà đạp, mà trong khi nó cũng bị chan. Anh thấy sao khi cụ Joe Biden đến Việt Nam, anh rất là appreciate nha. Tại vì cụ đó lớn tuổi rồi mà cụ phải bay đường dài vậy, rồi trong thời gian gặp gỡ vội vã cụ phải về để Mỹ đồ này nọ. Rồi xong rồi chuyến đi của cụ đã khắc lên một hai chữ thành công, là nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đó em. Cái đó cũng là một thành công cho cụ Biden nữa. Nghe cụ nói sẽ miễn visa, có không anh, có cái đầu tao. Ồ, cái Cụ đó nào mấy dịch nói vụ trên mạng nó nói thôi chứ cụ nào nói mày. Vì Biden đến Việt Nam anh Duy thấy có vui hơn không? Nói chung niềm vui mới còn nữa em. Anh phải coi là sau chuyến đi này là những cái gì nó giảm thuế và những cái gì được đầu tư, thì đó niềm vui nó mới trọn vẹn. Chứ giờ biết vậy thôi chưa biết cụ thể là cái gì. Anh phân tích cụ thể đối tác chiến lược toàn diện với ạ. Nói thiệt với em cái đó anh cũng không biết sâu nữa. Nhưng mà anh biết là trên thế giới chỉ có 5 nước đạt tới cấp quan hệ thôi là cao nhất rồi, chưa có cái cao hơn. Nói chung nó là top 1 rồi. Còn tất nhiên ở bên trong nó có những chuyện mình đâu biết đâu. Bây giờ ví dụ như mấy em suy nghĩ đi, mấy em suy nghĩ đi. Thí dụ như giờ tự nhiên ở trên Biển Đông có con chim kia bay trên trời, nó nhìn thấy tất cả mọi chuyện, nó có kể cho đối tác chiến lược nó nghe không? Vì ba đang đọc thơ của Kiều luôn ghê thiệt. Trời ơi, cái này chắc chuẩn bị sẵn rồi mày ơi, cái đó ekip chuẩn bị lần nào cũng vậy chứ. Hồi trước ông Obama cũng vậy nữa. Tổng thống Joe Biden đặt vòng hoa phù điêu tại thường sân con, chuyện này bình thường nghe, chuyện này chắc chắn là thường thường là phái đoàn Mỹ qua là phải tới chỗ đó, tại chỗ đó đối với Mỹ nó rất có ý nghĩa. Và ông John McCain là nói chung là tí giờ thượng nghị sĩ thôi, nhưng mà nói chung được lòng dân Mỹ lắm em, được lòng dân Mỹ đó. Mà ông Trump hồi đợt rồi ông drama với ông John McCain đó, nên ông bị gãy ở cái bang Arizona luôn. Bang đó cũng 20 phiếu hay 15 phiếu gì chúng ít đâu. Gì Việt Nam Airlines ký hợp đồng 10 tỷ đô với Boeing Anh, Vietjet ký 500 triệu đô với công ty hàng không Mỹ. Thôi mày bớt nổ rồi vũ lên đây. Tao nhớ cái Vietjet của mày hồi kỳ nào mày nổ 100 chiếc máy bay phải không? Nên cái vụ máy bay là các bạn hết sức bình tĩnh. Ồ, cái vụ máy bay để vậy biết vậy đi. Thế tôi bị mấy lần cái vụ máy bay rồi đó. Hồi kỳ mà năm nào đó là Vietjet quất 100 cái máy bay, tôi đi tôi cũng quăng bom ghê lắm mấy bạn. Cuối cùng tới giờ này không thấy nó làm sao, không biết nó như thế nào luôn. Mà trong cái vụ mua máy bay á, nó còn có luật nữa chứ không phải là chuyện, không phải là bạn cầm bạn đưa tiền người ta bán máy bay cho bạn, nó là của bạn. Nó còn nhiều cái nó kêu là cái gì đó land lease, cái gì đó land dạng là mua thuê kiểu gì lum lơ phức tạp lắm. Nên cái vụ này là trình cao mới biết, tôi chưa biết nên tôi không nói. Ok, nếu không phá 6.000 hecta rừng để làm hồ thủy lợi thì mình có solution nào không anh? Cái này phải khảo ra đó khảo sát chứ anh ở Sài Gòn đâu biết đâu. Nhưng mà anh thấy đụng tới chuyện phá rừng là anh tự nhiên thấy giật giật rồi mấy em. Tại vì đơn giản á, rừng nó đã bị phá nhiều rồi, nếu mà không bị phá trên đời nó không hai chữ lâm tặc. Còn giờ phá hợp lý một lần nữa anh thấy nó hơi nhói. Bạn nào sống ở thành phố lớn, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, mà thấy cây xanh chặt quá trời quá đất, chặt Thì như chừng nào trồng mới xong. đường nóng mà cô. Nên cái chuyện đừng nói là sẽ trồng. Đúng không? Khi mà chúng ta quy hoạch cái gì đó đó là hạn chế nhất tác động tới thiên nhiên. Tại vì tác động tới thiên nhiên là con người sẽ trả giá. Chúng ta không trả thì con cháu chúng ta nó trả. Nên nhiều khi bạn nói là ở bên Trung Quốc bị này bị kia hoài. Tự nhiên là cách đây 2.000 năm mà thời mà Tần Thủy Hoàng đồ nó đã bị rồi. Tất nhiên thiên tai thì lúc nào cũng có nha. Nhưng mà đây đã là cái mức độ. Nên bây giờ mấy nước giàu đó, nó ngồi nó rên hự 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 vấn đề chống biến đổi khí hậu. Còn mấy nước nghèo á cứ thả ra đại dương không. Nói đây họ có mấy ngứa mỏm nó là Nhật xả thải nước này nha, đi guốc trong bụng mà mấy em. Anh kể cho mấy em câu chuyện ở một số nước giàu không tiện nói tên, cái cây bị ngã tụi em không được phép dựng nó lên nha. Ồ mà ghê không mấy em, cái cây nó bị ngã tụi em không được phép dùng cái dây em kéo ngược lại cho nó đứng thẳng lên nha. Nếu mà tụi em dùng cái cây mà tụi em dùng cái dây mà tụi em kéo ngược lại vậy đó là em không tôn trọng cái cây, mà em cũng không tôn trọng sự sự chọn lựa của thiên nhiên nữa. Tức là cây là cây thiên nhiên. Còn cái cây ngoài đường là ví dụ như cái cây gì đó mà mới trồng thì đó là con người nhân tạo, thì có thể là mày ngã mày 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 ngã ở nhà tao, hay là mày ngã ra xe tao chặt mày luôn chứ, hay tao tao dựng mày đầu cho kéo ngược tao lại, cái đó khác. Anh đang nói về cái những cái thiên nhiên đó.
những cái thiên nhiên là những cái mà trước khi là chúng ta đến là đã có. Thật ra hồi đó thì hồi xưa bọn nó cũng phá như quỷ, nhưng mà hồi xưa là cái thời ăn long quả lỗ, nên mình không thể nào mình lấy cái chuyện cái mindset hồi xưa để mình nói cho cái suy nghĩ hiện tại. Tại vì cái thời tụi nó đó thì không có ai dạy tụi nó phải dạy hết, hoặc là cái số lượng người dạy nó ít. Nó ví dụ mấy ông nho sĩ đó dạy nó ít quá tao không nghe. Nhưng mà bây giờ nó làm vậy đó. Rồi con ếch, con cóc gì đó ra nó đang nhảy lò cò ngoài đường á, đứng đó cho nó đi qua. Mày đá nó cái bóp phát một á là thằng nhóc đi chung với em nó báo vô đít. Thằng nhóc nó đại nghĩa diệt thân mấy em. Cái đó là những cái mà người ta dạy những đứa nhỏ trong trường. Mốt Việt Nam có như Ấn Độ không anh? Giàu nghèo siêu chênh lệch. Thật ra tới mức đó không thì anh không biết, nhưng mà thấy giờ giàu nghèo cũng chênh lệch thấy mẹ rồi gì. Mày thấy giờ mày coi trên mạng không? Nó cầm tiền cọc cái chổi đó tắm nó để xếp hình xếp gạch đồ quá trời quá đất. Trong khi mấy em ngồi đây mấy em coi kìa, mấy em làm 10 năm được số tiền đó không? Thì cái đó không phải chênh lệch chứ là gì? Khoe thành công trước 30 tuổi đồ, cầm bao nhiêu tỷ trong tay đồ. Đó. Xong rồi tới chụp hình với mấy đại gia, chụp hình xe sang mấy đại gia lên sống ảo đồ, cuối cùng đi bắn dâm. Thẳng quá thầy. Hả? Thì nghề người ta mà thầy nói lỗ chứ. Gì à? VinFast ngon lành rồi anh, mày mua chiếc nào ủng hộ trường ngon. Nó tao ghét nhất á, mẹ chỗ người ta làm ăn mua được thì mua, muốn được căm bà cái mỏ đi đỡ cho tao đỡ khổ. Tao cần bán xe ha. Mà thiệt luôn á. Nên anh không thích nói là vậy đó, tại anh không có mua. Anh không mua, anh không có liên quan, thôi kệ. Còn đằng này á, mày không mua mày còn hại nữa. Bữa nay anh có một cái bát niêu trong tài ở bên San Francisco. Vừa có một cái thống kê là bây giờ mà chạy xe mới như tài đó, xe Maxi á, thì một năm tốn khoảng 17 tới 18 ngàn for tất cả luôn, total cost nha. Yeah. Trung bình tháng hết 1.500. Thì thằng tài trần á, nó làm được 70, nó chạy xe nó cắn vô hết 17 ngàn là còn nhiêu? 53 ngàn. À. Nó. Chùa. Đó là thống kê bên thành phố San Francisco nha. Đúng tại, nó đúng tại. 5 tỷ mua nhà Sài Gòn được không nhỉ? Được, 5 tỷ chắc được đó. 5 tỷ cũng là số tiền rất lớn chứ đâu có nhỏ đâu em. Là một tháng có 7 triệu tới 10 triệu mua nhà Sài Gòn mới chịu. Tháng tài bữa nay sổ nho nó tài. Bữa nay có làm không em? Muốn cải thiện bộ sen của người Việt giống như châu Âu thì mất bao nhiêu năm anh? Không biết mày ơi. Hỏi đó thôi bỏ tay luôn. Nghèo trọng tình cảm, giàu thực tế, câu này đúng không anh? Ồ không đúng mẹ, câu này câu xàm mới đúng, gì làm gì có khái niệm nghèo vậy? Nghèo trọng tình cảm, giàu thực tế. Nghèo không được thực mày tế gặp đúng hả? Người là tự nhiên mà có tình cảm thôi à. Còn thằng giàu, thằng nghèo, thằng nào đó lừa đảo hết á. Nhưng mà khả năng á, khi mà bằng ít tiền thì cái nhu cầu lừa đảo bằng nhiều hơn. Tại cái đó là bạn phải ấy gì cuộc sống luôn. Còn thằng kia nó ấy gì nó giàu thêm. Thằng kia nó ấy gì nó tham, đúng không? Còn cái thằng bé một thì nó ấy là for living. Em 18 tuổi con nhà nghèo, sau này có cơ hội thành công không anh? Nếu cố gắng sẽ thành công em. Ủa sao vỡ mộng trả góp về anh Duy? Đang trả góp mất job. Đơn giản vậy thôi à. Đặt tựa giật vô cho vui em. Chứ đang trả góp bị mất job, hai vợ chồng đó. Mới cưới nhau đồ. Mua chung cư trả góp, xong rồi tự nhiên bị dịch mất job. Xong rồi phải bán. Phải bán chứ không chịu nổi. À, chính phủ TV ra sắc lệnh cấm Apple. Mỹ lại cấm TikTok và Huawei. Giờ thì Mỹ lại tiếc nối thị trường tỷ đô của China. Tiếc không tiếc kệ mẹ nó đi mày ơi. Giờ có Việt Nam cân là được chưa? Tiếc không tiếc kệ bà nó đi đó mà mỏ mày nói thôi. Chứ tao chả thấy Mỹ nào nói hết đó. Chừng nào Mỹ nói tao mới tin. Mấy tối dùng tiền ăn chơi không mà phải có là nhiều tiền đâu. Nó hồi cái nó tiền tao muốn làm tao làm thôi. Nín luôn khỏi nói cho phải. Sau lệnh hạn chế tour du lịch Nhật Bản của TV. Sau vụ xả thải. Nhật đang gặp vấn đề over tourism. Quá tải du lịch. Số lượng du khách đạt 80% so với cùng kỳ 2019 mà không cần số từ TV của số kỹ ta. Ủa sao ngồi vậy? Vậy em có đọc bài báo đó không là ai đi? Tại sao iPhone chảnh bắt dân Việt Nam chạy tùm lum qua xếp hàng vẫn đắt? Tại vì nó là top nha. Người ta cần nó chứ không phải nó cần người ta. Ví dụ tao bán điện thoại tao không kèm cục sạc á, cục sạc mày mua mày ta tiền thêm. Ừ. Ồ mà số kia sồn lên. Cũng mua thôi. Còn anh thấy trong ổ kinh tế bình thường gì đâu, mẹ nó bán gì bán, hàng nó là vậy đó. Chứ đâu phải nhất thiết là bán điện thoại với kèm cục sạc, đó là mindset của em thôi. Đó là cái mindset đó. Còn cái mindset của người ta xịn sò là cái gì? Tách biệt cái nào ra cái đó. Phí hung là hung, mà phí ôm là ôm, mà phí nắm tay là nắm tay. Còn combo thì phải ghi rõ ràng. Chứ không phải mặc định là giờ quan hệ cho mấy kia hết. Đâu có đâu em. Ừ anh, ví dụ như anh thích nhỏ nó chạm mặt anh. Em có thể chạm hết tất cả trên cơ thể anh ngoài trước mặt. Thằng cái xong nó chửi gì mẹ bị đặt giữ lễ giữ kẻ đồ này nọ kia làm mấy nhầy hết rồi bị đặt kiêng mặt mà sao
Nhưng mà cái vụ mà mua 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 cái điện thoại iPhone mà không tặng cục sạc á, nó bị tòa án của Brazil G28 cho thầy. nó có đùng phạt Ờ, Apple thua. mà em nhớ lý do nó nói là để bảo vệ môi trường đó mà không chịu nữa. Nhưng Apple nói dối là bảo vệ môi trường nhưng tiền bỏ túi riêng. Ủa, bảo vệ môi trường là cái mỏ nó nói thôi. Cái vấn đề bảo vệ môi trường thì phải có tài liệu khoa học chứng minh đó, anh phân tích. Nhưng mà anh nó đứng trong độ mua bán vậy thôi, Hợp đứng trong độ lý. mua bán thì nó muốn bán gì nó bán, giá nhiều cũng được hết đó, không có cần cái kèm kiếp gì cả. Cái vụ tái chiếm giải phóng cái Drilling Bridge hình như là trống không, không có quân đồn trú, Uranian Navy dùng tàu cao tốc ra để giải phóng, có một Su-30 đuổi theo nhưng bị bắn thì phải withdraw, phải rút. Ủa không không có quân đồn trú là ở chỗ đảo trống hả? Cali là tỉnh bang giàu nhất nước Mỹ mà anh Duy đi Texas chiều. Nhưng mà khổ một cái ở bên Cali tao không có quen bạn giàu, còn ở bên Texas anh quen nhiều bạn giàu. Mà tao nói với mày nhiều lần rồi, anh chơi với Mỹ là anh chơi với Mỹ real, đúng không? Anh chạm vô cuộc sống của Mỹ thật sự, chứ anh không thích chơi với mấy thành phần ba ke đồ này nọ phiền phức. Mình vô mình sẽ meet rất là nhiều cái trouble. Nên mày khỏi khịa Cali, tao biết mày khịa cái gì rồi.